Because of you I finally see straight away. I feel alive, I'm letting go. There's nothing left to hide. There's no way for me to say this to you. So let me show you my point of view. Và đến ngày hôm nay, tình yêu của hai cháu đã chín mùi, được ủng hộ của hai gia đình, và các cháu thấy rằng tình yêu đó đã có kết quả và không thể thiếu được nhau trong đời sống vợ chồng. Các cháu đã báo cáo với gia đình để chúng ta đắc thành hạnh phúc trong năm hai cháu. Thế cái công lao này trách nhiệm của hai ông ta cùng trách nhiệm là thao xây dựng ngôi nhà hạnh phúc trong năm hai cháu.